Chân dung Tuấn Hải, chàng trai ra vẻ cùng Phi Linh tỏ tình hoàn mỹ. Được mệnh danh là bản sao của Địch Lệ Nhiệt Ba, Phi Linh khiến chàng trai Hà Thành mê mẩn bởi nhan sắc xinh đẹp, dù chỉ ngắm nhìn qua Facebook. Bằng tình cảm chân thành, nam chính khiến trái tim cô rung động, đồng ý ra vẻ tại tập mới, tỏ tình hoàn mỹ. Sự chân thành và tâm lý của nam chính Tuấn Hải đã thuyết phục hot girl sinh năm 2000 Phi Linh chấp nhận trao cơ hội tìm hiểu. Tập 70 tỏ tình hoàn mỹ lên sóng với sự xuất hiện của Tuấn Hải hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật, nam chính cho biết anh đến với game show hẹn hò để bày tỏ tình cảm với Phi Linh. Với các từ khóa mà nam chính mang tới cùng những màn giao lưu thú vị, Phi Linh càng ấn tượng với anh chàng này nhiều hơn. Cả hai có khá nhiều điểm chung như đều thích phong cảnh của đất nước Trung Quốc, đều biết tiếng Trung. Tìm được người đúng gu, lại có nhiều điểm tương đồng với mình, Phi Linh hài hước cho biết cô sẽ đi về ngay nếu chàng trai này tới đây vì cô. Khi Tuấn Hải chưa công bố cô gái mình muốn tỏ tình, Phi Linh đã rung động với anh và cho biết sẽ đi về ngay nếu đối phương đồng ý. Người đẹp năm 2000 cho biết cô có cảm xúc với chàng trai Hà Nội, chính vì thế, ở thời khắc tỏ tình ngược, cô nàng đã phân vân rất nhiều, dù rất muốn bấm nút tỏ tình, nhưng cuối cùng Phi Linh đã chọn cách im lặng. Giải thích về quyết định đó, Phi Linh cho biết mình có cảm xúc với Tuấn Hải, nhưng cô lại sợ rằng anh chàng đến đây vì một cô gái khác, sợ mình sẽ bị tổn thương nên đã quyết định không bấm nút. Để công khai danh tính của người con gái mình thương, Tuấn Hải đã dùng một câu tiếng Trung. Phi Linh không khỏi bất ngờ khi nội dung câu nói đó có nghĩa là người con gái anh thích chính là em. Đối mặt với người con gái mình thương, Tuấn Hải chia sẻ anh biết đến Hot Girl năm 2000 nhờ một nhầm lẫn khá thú vị. Có lần anh nhận được thông tin chụp ảnh đối với cô gái tên Phi Linh. Vì muốn biết trước bạn diễn nên anh đã vào Facebook để tìm hiểu và đã thấy ảnh của nữ chính. Nghĩ rằng cô gái xinh đẹp này là bạn diễn của mình nên anh rất trông chờ vào buổi chụp hình. Thế nhưng, người mà Tuấn Hải gặp lại là một cô gái khác khiến anh hụt hẫng. Dù vậy Tuấn Hải vẫn không thể nào quên được ấn tượng với Phi Linh. Chính nhan sắc xinh đẹp của cô đã khiến anh rung động và quyết định tìm đến game show hẹn hò để làm quen. Trong khi đó, Phi Linh cảm nhận đối phương là người có vẻ ngoài điển trai, nhưng bên trong lại rất ấm áp. Biết Phi Linh thích Đài Loan, Tuấn Hải đã cất công chuẩn bị trà sữa và đậu hũ thối để lấy lòng người đẹp. Trên sân khấu, nam chính dành những lời ngôn tình cho đối phương. Còn với Phi Linh, từ lúc nam chính bước ra sân khấu, Tuấn Hải trong lòng cô là một anh chàng rất điển trai, trông khá lạnh lùng, nhưng khi hiểu về anh, lại nhận ra bên trong con người đó là một chàng trai ấm áp. Không chỉ thế, lúc mới tới phim trường, vừa trông thấy một chàng trai có ngoại hình rất sáng, đang ngồi ăn bún bò. Cô nàng đã để ý mắt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí còn nhờ ekip xin thông tin cho mình, và bất ngờ, chàng trai đó lại chính là Tuấn Hải. Chính vì quan tâm tới Phi Linh, nên các hoạt động liên quan đến cô, Tuấn Hải đều dành thời gian để tìm hiểu. Biết được người thương mình cũng từng được một chàng trai khác tỏ tình, từng khóc rất nhiều vì người đó, khiến nam chính càng quyết tâm sẽ xuất hiện để bảo vệ yêu thương cô. Lần đó em mặc váy cưới rất đẹp, anh muốn ở trong tương lai, người chụp cùng em bộ ảnh cưới sẽ là anh, Tuấn Hải bộc bạch. Biết Phi Linh thích Đài Loan, Tuấn Hải đã cất công chuẩn bị trà sữa và đậu hũ thối để lấy lòng người thương. Đứng tại khung cảnh ồn ào trong tiếng còi ầm ĩ của tàu lửa, Tuấn Hải hét to nguyện vọng của mình. Anh chỉ mong ông trời sẽ bảo vệ nụ cười của em, vì nụ cười của em là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. Em cũng mong ông trời sẽ bảo vệ trái tim của anh, nữ chính nghẹn ngào chia sẻ. Sau thời gian trò chuyện, Tuấn Hải đã mở lời muốn mời Phi Linh về nhà anh tại Hà Nam để chơi, còn cô nàng cũng hứa sẽ đưa chàng trai đến từ miền Bắc đi ăn hết tất cả các món ngon của thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời khắc quyết định, Phi Linh cho biết sự xuất hiện của Tuấn Hải tại tỏ tình hòa Mỹ làm cô không thể ở lại chương trình được nữa. Mặc dù không tự tin, nắm tay đối phương ra vẻ với danh nghĩa người yêu, song hot girl sinh năm 2000 vẫn đồng ý cho chàng trai này cơ hội để tìm hiểu nhau. Như vậy, Tuấn Hải đã thành công chinh phục được nữ chính xinh đẹp Phi Linh trong sự chúc phúc của khán giả và các chàng trai trong chương trình. Còn trước đó, Trần Vân cũng được Ngọc Đắc bất ngờ tỏ tình ngay trong mini live show của Vũ Thịnh, Funny. Sau hai lần cưa cẩm, Ngọc Đắc đã chinh phục thành công trái tim người thương. Đinh Ngọc Phi Linh sinh năm 2000 tại Nghệ An là một trong những cô bạn đáng yêu, sở hữu lượng fan khá đông đảo trên Instagram. Dù là chụp hình selfie hay ngoại cảnh, Phi Linh đều khiến người đối diện chú ý bởi nét đáng yêu và nữ tính của mình. Gương mặt bầu bĩnh nước da trắng cùng mái tóc dài khiến cô bạn trông rất dễ thương. Dành nhiều thời gian cho việc học ở trường và ở nhà, nhưng Phi Linh vẫn tận dụng thời gian rảnh rỗi để làm mẫu ảnh cho nhiều shop quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm.
Cô bạn xinh đẹp năng động đến với công việc này từ năm lớp 9. Hồi đấy có một người chị mình quen mở shop bán quần áo nữ, chị có tuyển mẫu nhưng sao vẫn bảo mình đi chụp cùng. Mọi việc bắt đầu từ ấy và giữ đến tận bây giờ, Phi Linh chia sẻ. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm mẫu ảnh, gương mặt an hình và góc dáng cân đối chiều cao 1m62, cân nặng 44kg, Phi Linh đã tự tìm kiếm được tiền, dù vẫn còn đi học. Sau mỗi tháng đi làm, 10x đưa bố mẹ cất giữ tiền hộ, chỉ giữ lại một ít đủ dùng. Phi Linh rất mong muốn bản thân tìm được nhiều cơ hội hơn nữa trong lĩnh vực mẫu ảnh. Cô bạn thấy mình là người rất thích được thử sức và sẽ không bỏ qua cơ hội để bản thân tiến xa hơn nữa.